Trong tuần đầu năm mới 2024, nhân dân Campuchia kỷ niệm trọng thể Ngày Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, bắt tay vào xây dựng nhà nước tự chủ của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen điều hành chính phủ. Từ đó đến nay, bộ mặt đất nước chùa tháp này đã thay đổi và khởi sắc toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện, uy tín của Đảng Nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao. Theo đó, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng nhất là quan hệ với việt nam và lào những nước láng giềng anh em ngày thêm bền chặt đặc biệt cuộc gặp mặt của lãnh đạo ba đảng mới đây giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước lào thông lao sisolit và chủ tịch đảng nhân dân cách mạng campuchia hun sen khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa ba đảng và ba nước trong giai đoạn mới đã làm cho một số thế lực xấu ở trong nước và nước ngoài không vui thậm chí đau đầu vì xưa nay họ muốn lái campuchia đi theo con đường chống lại việt nam với bản chất và dã tâm cố hữu ấy, nhân kỷ niệm ngày chiến thắng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, họ không thể ngồi yên, không thể ngủ yên và càng không thể ngậm miệng. Do đó họ lại tiếp tục phun ra nọc độc về cái gọi là Việt Nam xâm lược Campuchia trong những thập niên 70, thế kỷ 20 là không có gì lạ. Chả thế mà đài RFA ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 dẫn lời một nhà nghiên cứu lịch sử ở Campuchia cho rằng, cái gọi là quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia lật đổ Khmer Đỏ chẳng qua là lúc đó Khmer Đỏ quá thân Trung Quốc và thù ghét Việt Nam, còn việc giải cứu Campuchia chỉ là kết quả phụ. Mong các ông dành thời gian đọc những phát biểu của người trong cuộc xung quanh vấn đề lịch sử này, đặc biệt là các ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo đương nhiệm Campuchia. Phó Thủ tướng Campuchia Net Savoeun cảm ơn Việt Nam trong bài phát biểu ngày mùng 7 tháng 1 tại Hà Nội, nếu không có sự cứu giúp, hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, Campuchia đã đứng trước nguy cơ bị diệt chủng và chết chóc nghiêm trọng nếu không có chiến thắng ngày 7 tháng 1, sẽ không có Campuchia như ngày nay. Ông Trang Dúc, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Campuchia, DCCAM và là chuyên gia hàng đầu về nạn diệt chủng và chế độ Khmer Đỏ, phân tích. Sự hiện diện của quân đội Việt Nam theo yêu cầu của mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia cho thấy có sự tính toán cẩn trọng và nhanh nhạy, phản ứng kịp thời, không chỉ hoãn. Có lẽ vì từng trải qua chiến tranh dai dẳng, từ thời Pháp đến thời Mỹ, Việt Nam hiểu bối cảnh chính trị đó nên đã phản ứng kịp thời. Nếu có sự trần trừ, do dự ở đây, tình hình sẽ không như hôm nay. Phát biểu tại lễ khánh thành một cây cầu tại tỉnh Cô Cong hôm mùng 8 tháng 1, Thủ tướng Hun Manet đã đặt ra câu hỏi cho Sam Rensi từ ngày 17 tháng 4 năm 1975 ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, Khmer Đỏ có giết hại người dân Campuchia không? Và bao nhiêu triệu người đã chết? Những người sống sót sau chế độ diệt chủng Pol Pot và còn sống đến ngày nay đều là những nhân chứng, đồng thời tất cả sử sách đều ghi nhận và khẳng định Khmer Đỏ đã giết hại người dân Campuchia. Ông kêu gọi thế hệ người dân Campuchia tiếp theo tìm hiểu thêm về ngày mùng 7 tháng 1 và không sử dụng chính trị gây chia rẽ để giải thích sự thật lịch sử. Trước đó, hôm mùng 7 tháng 1, Sam Rainsy đã đăng trên trang Facebook của mình thông điệp, ngày mùng 7 tháng 1 đánh dấu việc Campuchia đánh mất chủ quyền, trong đó đặt câu hỏi xét về nguồn gốc của Khmer Đỏ, liệu họ có thể trỗi dậy nếu không có sự hỗ trợ của Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Đến đây, ông Sam Rainsy, kẻ đã phản bội tổ quốc Campuchia cùng các thế lực xấu xa lại một lần nữa tự lột mặt nạ về chiêu bài kích động ẩm ý nhằm ngăn chặn quan hệ việt nam campuchia đang trên đà phát triển